Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thế giới công nghệ của Ban Tuyên giáo Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích khắc phục những điểm yếu trong khâu thực hành thực nghiệm của đa phần các trường học hiện nay, nhóm tin học ứng dụng thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát triển bộ phần mềm chống học chay phục vụ thí nghiệm và thực hành ảo. Sản phẩm này vừa tham dự cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2005. Phần mềm được trình bày dưới dạng bài giảng, thí nghiệm nhỏ, có giao diện đồ họa thân thiện, dễ dùng với âm thanh và hình ảnh trực quan sinh động. Sinh viên không chỉ được nhìn, xem, còn có cơ hội tham gia thực sự các thí nghiệm với những thiết bị ảo. Đây chính là một điểm mạnh của phần mềm so với những bài giảng truyền thống. Tính chủ động của sinh viên tăng lên do có thể tự học ở nhà trên đĩa CD hay web với hướng dẫn chi tiết cho từng bước thí nghiệm. Ngoài ra, để hỗ trợ tự học, một giáo viên ảo với giọng nói truyền cảm sẽ giúp sinh viên trong khi học. Giáo viên ảo có thể bày tỏ thái độ, khuyến khích hay chê trách giúp sinh viên dễ định hướng kiến thức trong khi học. Bên cạnh đó, với phần mềm này, giáo viên có một công cụ giảng dạy hiện đại, cập nhật và phù hợp với nhiều hình thức dạy và học. Do đó, khắc phục được phần nào về tình trạng thiếu thiết bị, nguyên vật liệu thí nghiệm như hiện nay. Các nguyên vật liệu nhất là hiện đại và đặc biệt, ví dụ như là một sinh viên mà chưa được hướng dẫn gì, chưa được thao tác thí nghiệm, chưa dùng những cái máy bao giờ cả, thì làm sao mà sinh viên có thể tưởng tượng ra được đúng không? Thì cái phần mềm này đã mô phỏng giáo viên có thể sử dụng nó thí nghiệm nghe trên các thiết bị ảo, khi mình mà theo cái phần mềm tôi mô phỏng bóc tách từ các thí nghiệm thật, các thiết bị thật ra, thế như vậy là chúng tôi làm thế nào để hạn chế mọi cái chi phí đối với cái chúng ta đã học thí nghiệm. Vừa thế mạnh về thực tế nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo ngành vật liệu, nhóm ba kỹ sư Hoàng Quốc Khanh, Đặng Minh Thuận và Vũ Hữu Huy đã nghiên cứu các nền tảng giải pháp nhằm phát triển công cụ phục vụ việc thực nghiệm cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học và sau đại học ngành khoa học vật liệu. Và quy trình xây dựng phần mềm này hoàn toàn có thể áp dụng trong việc xây dựng những phần mềm giáo dục với các chủ đề khác như sinh học, y học, vật lý với những đối tượng khác nhau. Đó cũng là hướng phát triển tiếp theo của nhóm. Nếu quan tâm đến bộ phần mềm này, người dùng có thể tham khảo và dùng thử phần mềm tại địa chỉ www.etim.edu.vn/khvl/. Nhằm giải quyết bài toán khác nhiều